Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Vì sao Lương Tâm Quang sang Đức để đưa nhàn AIC về Việt Nam chỉ là đi chơi cho vui? Như Thời báo chấm d đã đưa tin, Bộ trưởng Lương Tâm Quang cùng với đoàn cấp cao của Bộ Công an sang thăm và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức ngày 28 tháng 10. Trong một những mục đích đàm phán với nhà nước Đức là để đưa bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn về Việt Nam. Và đây là hình Bộ trưởng Lương Tâm Quang. Theo thông tin mới nhất từ truyền thông Đức chiều ngày 28 tháng 10, bộ nội vụ đức xác nhận có cuộc gặp với phái đoàn cấp cao của bộ công an việt nam bà nguyễn thị thanh nhàn chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tiến bộ aic là người đang bị nhà nước việt nam truy nã bà nhàn aic là một nữ doanh nhân có mối quan hệ với nhiều giới chức lãnh đạo cấp cao việt nam cũng như các tướng lĩnh của bộ quốc phòng từ lâu tổng bí thư trọng và bộ công an đã sử dụng vụ nhàn aic để tìm mọi cách loại ông phạm minh chính ra khỏi chiếc ghế thủ tướng chính phủ nhưng cho đến khi qua đời, tuyên bố của ông trọng vẫn còn để ngỏ đó. Theo giới thảo tình, ông Tô Lâm vẫn tiếp tục tìm mọi cách để loại thủ tướng Phạm Minh Chính và đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang để độc chiếm quyền lực trong đảng. Đây là các nhân vật lãnh đạo cấp cao được cho là có mối quan hệ tiền bạc và tình cảm trên mức bình thường với bị án nhạt. Và đây là hình bị án Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Nguồn tin nội bộ tiết lộ cho thời báo.da biết rằng Lâu nay, ông Tô Lâm cho tay chân trong Bộ Công an tiến hành lùng sụp để tìm ra các bằng chứng tham nhũng nhằm trước phế Thủ tướng Chính, nhưng tới nay vẫn không thành công. Có thông tin cho biết, ông Tô Lâm và Bộ Công an đã tính đến phương án liều lĩnh dùng đặc vụ để tổ chức bắt cóc bà nhàn từ Đức đưa về Việt Nam giống như vụ trịnh Xuân Thành. Theo giới quan sát, nếu thực hiện kế hoạch bắt cóc bà Nhàn là việc đâm đầu vào chỗ chết và chắc chắn sẽ thất bại bà Nhàn đang sống tị nạn chính trị tại Đức và được tổ chức bảo vệ rất chặt chẽ. Không chỉ lực lượng an ninh và cảnh sát của nước Đức, mà còn có lực lượng an ninh chìm của Tổng cục Tình báo của quân đội Việt Nam cũng bảo vệ bà. Ông Tô Lâm thừa biết việc tổ chức bắt cóc bà Nhàn tại Đức là điều không thể và không được phép làm, nhưng vẫn có khả năng ông mượn câu chuyện này để sắp xếp lại nhân sự của Bộ Quốc phòng và phe quân đội. Nhưng liệu phía Đức có đồng ý với đề nghị của ông Tô Lâm hay không thì vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ. Đức là một nhà nước pháp quyền và tôn trọng quyền con người. Trong khi Việt Nam không có một hệ thống tư pháp độc lập, nên rất khó có thể thuyết phục chính phủ Đức. Cũng như Tổng bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính cũng được cho là tay chân thân tính của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Việc nỗ lực bắt bà Nhàn là để loại bỏ Thủ tướng Chính hay Đại tướng Phan Văn Giang, vốn là các đồng minh của ông Tô Lâm. Nếu có thật, thì đây sẽ là chuyện ông Tô Lâm tự bắn vào chân mình. Vậy tại sao Bộ trưởng Công an Lương Tâm Quang vẫn đi thăm và làm việc ở Cộng hòa Liên bang Đức để giải quyết việc truy bắt bà Nhàn? Và đây là hình Tổng bí thư Tô Lâm. Về yêu cầu dẫn độ bà Nhàn từ phía Việt Nam đã từng bị cơ quan tư pháp Đức từ chối, một phần do tiền lệ từ vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh vào năm 2017. Đồng thời, chính quyền Đức tỏ ra thận trọng vì vụ án của bà Nhàn rõ ràng có động cơ chính trị. Cụ thể là có liên quan đến Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyến công tác đến đất của bộ trưởng lương tâm quang có thể chỉ nhằm mục đích xoa dịu các đối thủ đang đặt nghi vấn vì sao ông tô lâm và bộ công an không tích cực truy bắt bà Nhạn hay vì muốn bao che cho phe cảnh phải chăng chuyến thăm đức lần này của bộ trưởng lương tâm quang chỉ là chuyến đi cho vui mà thôi quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của kim vũ với bản tình vì sao lương tâm quang sang đức để đưa bà nhàn aic về việt nam chỉ là đi chơi cho vui. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Ông Trần Cẩm Tú là trường hợp đặc biệt cho chức thường trực bàn bí thư. Ngày 25 tháng 10, BBC Tiếng Việt bình luận lý do ông Trần Cẩm Tú được Bộ Chính trị chọn làm thường trực ban bí thư. BBC cho biết, vị trí thường trực ban bí thư, nhiệm kỳ từ năm 2021 đến năm 2026, đến nay đã bốn lần thay đổi về nhân sự. Theo BBC, ngày 25 tháng 10, Tổng bí thư Tô Lâm đã trao quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, giữ chức thường trực ban bí thư. Như vậy, ông Tú là người thứ tư sau ông Võ Văn Thưởng, bà Trương Thị Mai và ông Lương Cường giữ chức vụ này trong khóa 13. Và đây là hình bài trên BBC. BBC cũng cho biết, Thượng trực ban bí thư là một chức vụ quan trọng, chỉ xếp sau tứ trụ, nên tiêu chuẩn đề ra cho chức danh này cũng có những điểm tương tự các chức danh trong tứ trụ. Vẫn theo BBC, Bộ Chính trị hiện tại là khóa đầu tiên mà ông Trần Cẩm Tú tham gia, nên ông chưa thỏa mãn tiêu chí tham gia bộ chính trị trọn một nhiệm kỳ trở lên. Tuy nhiên, quy định 214 cũng nêu rằng bộ chính trị có quyền quyết trường hợp đặc biệt cho chức vụ này. BBC dẫn phát biểu khi giao nhiệm vụ cho ông Tú của Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh rằng bộ chính trị đã thống nhất rất cao đồng ý việc phân công ông Trần Cẩm Tú đảm nhiệm chức danh thường trực ban bí thư. BBC nhận xét, dù ông Tú còn thiếu một số tiêu chuẩn theo quy định 214, nhưng ông vẫn được phân công đây là do bộ chính trị đã áp dụng thuật ngữ vạn năng trường hợp đặc biệt có thể ông tú kiêm nhiệm cả hai chức thường trực ban bí thư và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương có thể kéo dài từ đây tới cuối nhiệm kỳ nhưng cũng có thể ông sẽ được miễn nhiệm chức chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương nếu vậy ban chấp hành trung ương phải triệu tập một hội nghị để chọn người thay thế vì đây là chức danh do trung ương đảng bầu không phải do bộ chính trị chỉ định BBC lưu ý, để nắm chức danh thường trực ban bí thư thì phải thuộc ban bí thư. Ông Tú lại là một trong ba ủy viên Bộ Chính trị, được phân công tham gia ban bí thư từ đầu khóa, nên việc chọn ông cho vị trí này sẽ không gây quá nhiều xáo trộn. Và đây là hình thường trực ban bí thư Trần Cẩm Tú. BBC dẫn phân tích của giáo sư Cartier từ Đại học New South Wales của Úc cho rằng, tuy Bộ Chính trị có nhiều ủy viên đi lên từ Bộ Công an, nhưng không có bằng chứng gì cho thấy những người này một lòng đoàn kết, bắt tay nhau dưới sự chỉ đạo của ông Tô Lâm. Ông Taylor lưu ý, Bộ Chính trị gồm các đại diện từ một số nhóm như Hưng Yên, Nghệ An, Hà Tĩnh, Miền Nam, Quân đội và Công an. BBC đánh giá, nếu dựa trên các nhóm mà giáo sư Taylor gợi ý, có thể thấy việc ông Trần Cẩm Tú được phân công làm thường trực ban bí thư là để tạo sự cân bằng giữa các nhóm. Khi mỗi nhóm đều có đại diện của mình, ở 5 vị trí chủ chốt của đảng và nhà nước. BBC dẫn tin từ báo chí nhà nước cho rằng Bộ Chính trị hoàn toàn tin tưởng ông Trần Cẩm Tú, một lãnh đạo cấp cao đã được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, có chuyên môn sâu và nhiều kinh nghiệm công tác, đã kinh qua nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của đảng ở Trung ương và địa phương. Cuối cùng, BBC nhắc lại, theo đánh giá của Bộ Chính trị, với cương vị chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Tú đã cùng tập thể Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tham mưu cho Bộ Chính trị. Ban Bí thư xem xét, kết luận và xử lý nghiêm minh, kịp thời nhiều vụ việc mới khó khăn, phức tạp, nghiêm trọng, góp phần quan trọng vào thành công của công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong thời gian qua. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Ông Trần Cẩm Tú là trường hợp đặc biệt cho chức thường trực bằng bí thực. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo Chấm Đầy để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.